Minasan, konnichiwa. Hôm trước là chúng mình đã chữa đề thi phần từ vựng rồi nhá. Hôm nay thì Sene sẽ tiếp nối phần ngữ pháp luôn. Trong cái thời gian mà chờ đợi các bạn vào dần thì Sene sẽ bắt đầu lần lượt các em nhá. Mình sẽ đi dần để các bạn không phải chờ đợi lâu nữa, bởi vì thời gian này có thể là chúng mình đang thời gian nghỉ trưa đúng không ạ? Mình sẽ tranh thủ các em nhá. Em thấy Sene hay, konnichiwa, chào các em. Đề đi thử vừa rồi thì Sene đánh giá là nếu mà so với những cái đề chúng ta làm ở trên lớp ấy thì nó sẽ ở mức độ tương đương hoặc là dễ hơn chứ không hề mang tính khó hơn so với đề mình làm ở trên Zoom đâu em nhá. Trừ phần đọc hiểu, phần nghe hiểu thì có thể là cái mức độ độ là nhanh hơn so với bình thường thôi. Còn về nội dung của các phần từ vựng ngữ pháp đọc hiểu trên đây cho rằng là đề này không hề khó. Đề này nó rất là trung bình, ở mức độ trung bình so với các đề Zoom mà mình đã làm. Vậy thì hôm nay mình sẽ cùng nhau chữa để xem là phần ngữ pháp này bao nhiêu mẫu ngữ pháp mình đã học rồi. Được chưa ạ? Thì để có câu nào mà các bạn thấy nó mới thì chúng ta sẽ memo ra để tránh trường hợp lần sau mình gặp mình mẹ sai nhá các em nhá. Thì để có hai nhá sau ít nhị hà chị mẹ bà. Phần ngữ pháp nha các em nhá. Nào, chúng ta sẽ có 13 câu. Trong một đề thi GPT ấy, thì chúng ta sẽ có 3 môn đai phần ngữ pháp và trong đó có môn đai 1 thì sẽ có 13 câu hỏi thôi. Mỗi một câu tương ứng với một điểm các em nhá. Nó cũng không có chiếm nhiều điểm đâu, phần đọc hiểu phần nghe hiểu thì điểm cao nhất. Nên là phần ngữ pháp nó sẽ là có cái giúp chúng ta có thể dịch được câu trơn tru nhất đúng không ạ? Câu số 1 các em sẽ chọn phương án là gì đây ạ? Hãy mình sang ý chí bằng không tuần nhị số nó siêu tổ hasta kể bà e tuần năm tôi đến mộ cho xe xe mỹ được này gì ta. Khi mà chúng mình làm kỳ một bài nào thì sẽ nên luôn luôn khuyên các bạn nên dùng phương pháp loại trừ đúng không ạ? Tức là mình cảm thấy là câu nào sai thì các bạn loại luôn. Câu nào sai mình loại luôn. Còn câu nào mà chúng ta cảm thấy nó ai mai và mình thấy nó còn phân vân, mình chưa rõ ràng thì các em để đấy để mình đối chiếu với những cái phương án còn lại. Được chưa ạ? Nhất là cái xác suất đúng nó cũng sẽ cao hơn. Nào, câu này chúng mình sẽ dịch là gì? Nếu như này, nếu như mà thực sự là bạn muốn làm cái công việc đó thì chấm 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 đúng không ạ? Thử cho sen là chữ gì đây, là chữ thiêu chiến mà nghĩa là đương đầu và thách thức, thì tôi khuyên đúng không ạ, là bạn nên bạn cứ thử làm đi đã, làm đi làm lại nhiều lần đó, bạn đương đầu bạn dám làm nếu bạn thực sự muốn làm. Thế thì chúng ta sẽ loại trừ chắc chắn là không thể hai được, bởi vì C là tại vì thì đây không phải là mối quan hệ nguyên nhân kết quả đúng không. Tsumori là kế hoạch, là dự định của một ai đó, nó là một cái dự định khá là quan trọng của cuộc đời ấy, thì mình mới dùng tsumori. Còn nếu mà dự định là ngày mai đi ăn rồi là ngày mai đi xem phim thì mình sẽ không dùng ngữ pháp tsumori, mình sẽ chỉ dùng sử dụng ngữ pháp là tô ố mốt tê thôi. Em nhớ chưa? Để phân biệt trên C nhá. Tiếp theo đó là wakedà. Wakedà thì mình sẽ chia làm hai trường nghĩa. Cái thứ nhất đó là đưa ra một kết luận đương nhiên, bảo sao mà đúng không? Đưa ra một kết luận vậy có nghĩa là nó bằng với tsumori. Còn một ý nghĩa nữa thì nó sẽ là lý do, nó sẽ dịch là lý do luôn. Đó, mình sẽ có hai nghĩa đó các em nhá. Vậy chắc chắn không thể nào là một được, vậy chỉ còn lại đó chính là yêm băng bê đà, là khuyên ai đó nên làm gì. Còn khi mình khuyên ai đó không nên làm gì thì chúng ta sẽ không chia là vê nai mà sẽ chia là bê kỳ đế bạn này. Có hai cách nha các em nhá, một là vê đự bê kỳ đà, hai là vê đự bê kỳ đế bạn này, không chia phủ định bên trong. Được chưa các em? Đó rồi, câu số 1 của mình đáp án số 4. Câu số 2 nè, cho nên thấy câu 1 này các em chọn không, rất nhiều bạn chọn đúng rồi đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ đến câu số 2 xem là câu này như thế nào nhá. Nào, benkyou no dekiru chōnan nanani jinan wa saka no koto shika atama ni nai. Shika nai là chỉ đây này, đúng không ạ? Mình có thấy là ở phía trước là đang nói về chōnan là con trai trưởng đúng không ạ? Về hai là con trai thứ, tức là con trai trưởng thì học rất là chăm. Đó, còn cho con trai thứ thì làm sao? Suốt ngày chỉ có bóng bánh trong đầu thôi, là không học hành gì hết, đúng không? Vậy tức là đây là nó sẽ thể hiện là mối quan hệ đối lập hai đối tượng. Chúng ta còn nhớ ngữ pháp đó là ni tai se không? Ni tai se là chữ đối. Và đối thì nó sẽ có hai nghĩa. Một là đối lập giữa hai đối tượng A và B. Trường hợp thứ hai đó là dịch là đối với. Đúng không? Ví dụ chúng ta có câu là mình không được nói những lời thất lễ đối với khách hàng chẳng hạn. Okakusama ni tai se shichirena kotoba o iwanai chẳng hạn, như vậy thì chúng ta nhớ ni tai se có một nghĩa là thể hiện thái độ hành vi đối với ai đó, và một nghĩa nữa là thể hiện mối quan hệ đối lập giữa hai đối tượng A và B. Được chưa ạ? Vậy còn lại nitotte thì nó sẽ rất dễ nhầm với ni tai se ở nghĩa là đối với đúng không? Nhưng mà nitotte thì với hai nó sẽ là một đánh giá, một quan điểm. Được chưa? Các em phân biệt nhá. Ni tai se thì là một thái độ này, còn nitotte thì là một quan điểm đánh giá. Là ví dụ chúng ta đánh giá này, đối với tôi thì tiếng Nhật rất khó chẳng hạn, đúng không? Watashi ni totte nihongo wa ichiban muzukashi kotoba chẳng hạn. Được nhá?
Câu số 2 này, nishtewa là mặc dù game nhá. Nishtewa là cho dù, mặc dù, đây là một con đối lập. Và nikawatte là đại diện và thay thế, đổi lại. Đó, kawaru, kawari đúng không ạ? Câu số 3 nè, trên đây thấy là có bạn Nguyễn Tuyền ạ, bạn Mỹ Ngọc, bạn Tô Mộc Chân. Tô Mộc Chân chọn 2 là 2 à? Câu 2 của mình là yông băng đúng không? Hey. Rồi, tiếp tục câu số 3 nào. Câu số 3 của chúng ta có từ moshi đúng không ạ? Moshi là nếu. Nếu như mà chúng mình nhìn thấy có nếu ấy ạ, thì chắc chắn là mình sẽ dùng loại trừ mà ra được đáp án rất là nhanh. Bình thường các em có từ mo đúng không ạ? Moshi kashitara đi với kamoshiremasen. Vậy moshi thì sẽ đi với đó chính là tara đúng không ạ? Moshi tara. Vậy mình sẽ loại các phương án này, chỉ còn lại đáp án số 1 thôi nhá các em nhá. Giả định nếu như thì thực ra ở đây là mình có từ yo đến sẵn, nó là yo đặt tại ạ, giống như đúng không ạ, thì đây là một ngữ pháp kết hợp thôi, là trong trường hợp, đây là một ngữ pháp mang ý nghĩa là nếu như, giả sử trong trường hợp các em nhá, nó là ba ai kiểu như vậy. Nếu như trong trường hợp mà trời nóng, được chưa, các em thấy nóng, các bạn thấy nóng, tenin ni oshirase kudasai, thì mọi người hãy thông báo với gì nhở, nhân viên cửa hàng nhé. O kudasai là một câu tôn kính ngữ của VT kudasai. Kara tuổi T thì nó sẽ dịch là mặc dù nói là, các em nhớ các bạn này nhá. Kara tuổi T là mặc dù nói là A nhưng không hẳn là B. Vế sau của nó hay đi với tố ạ kagida này hoặc là wa ke đế họa này. Mono deskara thì nó sẽ là cái ý nghĩa này, nó mang nghĩa là vì thôi. Nó nhấn mạnh của đề của kara bình thường ấy. Mono dakara, mono deskara. Ides ka? Rồi, tiếp tục câu số 4 nhá. Câu số 4 của mình này. Atsui hi wa ice cream nai nani nè. Trong các lớp học Zoom thì sensei rất là hay nói câu này. Thời tiết nóng thế này thì ăn kem là nhất, đúng không? Đấy, ăn kem là nhất. Đưa ra một cái ý kiến chủ quan, mình cho rằng cái gì là nhất, thế nào là nhất. Nhưng nó là một câu chủ quan thôi, chứ nó không phải là một câu hiển nhiên. Nếu mà mình dùng một câu hiển nhiên nhé, ví dụ như là ở Nhật thì núi Phú Sĩ là cao nhất chẳng hạn, đúng không ạ? Nihon đấy mà Fuji Sama Ichiban Takayamada, thì mình phải sử dụng ngữ pháp Ichiban cơ, chứ mình sẽ không sử dụng ngữ pháp đó là Nikakeru. Đấy chưa? Nikakeru là nhất. Được chưa? Các em nhớ trên Nomi nhá. Nomi thì bình thường Nomi là uống đúng không? Nhưng mà trong ngữ pháp ý, nó không viết chữ Hán, thì lúc này nó sẽ mang nghĩa là chỉ đấy. Nó là Dake đấy, các em nhớ nhá. Rồi, ok, chuyển tiếp theo câu số 5 này. Câu số 4 là trên đây thấy có các bạn đang chọn 2, rất là tốt rồi đúng không ạ? Tiếp tục câu số 5 nhá. Kotomo no koro wa natsu yasumi nanani sobo no ie de sugoshite ta. Đây là một câu hỏi về trợ từ thôi. Muốn điền được trợ từ thì mình sẽ cần phải chú ý động từ, được chưa? Ví dụ nhá, các em có từ hay là uống đúng không ạ? Thì nó sẽ đi với uống gì, đi đâu thì nó sẽ là ế. Thì tương tự bây giờ chúng ta sẽ có từ sugoshu. Tsugoshimasu là trải qua cái ngày tháng như thế nào, trải qua thời gian như thế nào. Thì trước hết là các bạn sẽ dùng loại trừ, thì không thể chọn ế được, đúng không? Chắc là sẽ loại được tố luôn ấy. Tố thì nó phải là với cơ. Bây giờ còn lại ố và gã. Ố và gã, các em nghĩ rằng nó sẽ là câu nào đúng không? Dùng loại trừ, cho nên luôn luôn hướng dẫn các em là dùng phương loại trừ. Thế thì chắc chắn chỉ có ố thôi. Trải qua những ngày tháng như thế nào thì mình sẽ dùng với ố các em nhé. Natsuyasumi Tsugoshimasu. Nét. Hồi nhỏ thì là tôi cứ vào dịp nghỉ hè là tôi trải qua những cái ngày tháng sống, những ngày tháng nghỉ hè là ở nhà của bố, của ông bà đấy chứ ạ. Đó, của bà đấy, số bộ. Đúng rồi. Tiếp tục này, mình sẽ có câu số 6 nhá. Kino nani nani omiyage o katte oito ni mottekuru no wasurete shimatta. Nào, mặc dù no ni đúng không ạ? Nồ nhĩ, mặc dù là đã mua quà ngày hôm qua rồi nhưng mà lại quên mang đến đây. Thì nếu như chúng ta dùng metta nhĩ thì nó luôn đi với dạng phủ định là nai. Metta nhĩ, nai là hiếm khi. Mặt ta cự thì là hoàn toàn không. Mặt ta cự wakaranai. Dẹt tai, nó đi với hai trường hợp. Một là dẹt tai là nhất định. Hai là dẹt tai nai là tuyệt đối không. Thì các em hãy nhớ xem xe. Dẹt các cự nó sẽ thường đi với hai đuôi sau đây. Nếu như mà trong trường hợp đề người ta hỏi cách sử dụng của sạch các cự nhá, bài môn đây năm ý, thì các em cứ nhìn câu nào có đuôi kara hoặc nồ nhĩ thì các em sẽ chọn. Nhớ nhá, sạch các cự sẽ đi với hai đuôi sau đây, đó là vì mất công làm gì đó nên, hoặc đã mất công làm gì đó rồi ấy thế mà, nó sẽ đi với một trong hai cái đuôi là kara hoặc nồ nhĩ. Câu này là mất công mua quà rồi đúng không ạ, đã bao nhiêu công sức để mua quà rồi ấy mà lại quên mang đi, thế mà lại quên mang đi, nó sẽ đi với một trong hai đuôi này.
Được chưa? Hãy tiếp tục câu số 7. Nana bảo. Nesga aru nara kyo wa yukkuri yasumu nana ni. Nếu như mà bị sốt, nesga aru thì hôm nay nghỉ ngơi thong thả, dùng loại trừ kem nhé, thì chúng ta sẽ không dùng soda. Soda có hai trường hợp nghĩa. Thứ nhất, nếu kem động từ bóng sự cộng với so thì nó là trông có vẻ sắp sửa xảy ra. Còn nếu như mà là futsuke thể thường cộng với so thì là nghe nói. Mà trong khi câu này là futsuke thì câu này không thể dịch là nghe nói nghỉ ngơi được, đúng không ạ? Là mình sẽ có monoda. Monoda và tối ưu. Thứ hai, cái này nó sẽ thường đi ra những cái chân lý, những cái sự thật hiển nhiên ấy. Thì mình sẽ dùng với monoda ở cuối câu. Ngữ pháp này nó sẽ thiên thiên về ngữ pháp N2 nhiều hơn các em nhé. Các em nhớ xem xe này, lúc nãy mình có một ngữ pháp đó là monodakara, thì là vì vậy đúng không? Còn bây giờ mình có monoda và tối ưu monoda, nó hay đưa ra những cái nội dung mà kiểu như là bản chất nó là như vậy, vốn dĩ quy luật của cuộc đời nó là như vậy ấy. Đấy chưa? Ví dụ nhá, các bạn thấy là hành trình nuôi con ấy, thì là ai cũng biết là vất vả đúng không? Cái đấy là ai cũng biết bản chất nó là như vậy, thì mình sẽ có là kosodate wa daihen na monoda. Ideska? Đấy, hay là con người cứ khi nào mà già có tuổi là con người sẽ mắt kém đi, đấy là điều hiển nhiên quy luật tự nhiên. Toshio toru to tố mega wa đức cử naru monoda ideska, kiểu như vậy chẳng hạn, như thế. Tiếp tục chúng ta sẽ có kotoda, và câu này chắc là kotoda rồi. Nếu như mà không có đà nhé, nếu như mà không có đà thì nó sẽ là một câu yêu cầu. Veru koto hay là venai koto là một câu mệnh lệnh cấm đoán, giờ là một quy định, là một nội quy của một tổ chức. Còn nếu chúng ta thêm đà vào thì đây là một câu lời khuyên. Các em nhớ nhé, thêm đà thì cũng sẽ là lời khuyên nhé. Yukkuri yasumu koto da, nó là ve tạo gái y thôi. Khuyên nên là nghỉ ngơi thong thả đi. Ideska? Đấy, đấy là câu số 7, đáp án của mình là Sambang. Trên đây thấy có rất nhiều bạn đang chọn là câu số 2 đúng không ạ? Đó, câu 7 của mình là Sambang nhé. Ừ. Câu số 8 này, Zenin ga nanani kai yo hajimemasho. Chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu buổi họp khi toàn thể mọi người. Hatsumaru là tập trung lại với nhau đúng không? Temo là cho dù loại. Tạ tokoro là ngay sau khi. Cái này là chúng ta có vẻ tạ tokoro là nhấn mạnh thời điểm đúng lúc. Đúng lúc vừa mới xong ấy. Kiểu tôi vừa mới ăn xong, đúng vừa mới ăn xong đúng không ạ? Ta vẻ tạ tokoro da. Đó, đúng lúc vừa mới xong. Theo shidai, động từ bỏ mát sự của shidai là ngay sau khi A thì ngay lập tức B. Đó. Sau khi A thì ngay lập tức B, về B có mang chủ ý. Và về tố chúng ta loại luôn nhé. Bởi vì là cái về tố là hẽ hoặc là cứ, về sau của nó là một hành động không có ý chí. Mà trong Kim Nasho là nó có ý chí rồi. Bây giờ còn lại câu 2 và câu 3. Thì các bạn sẽ có đáp án, đó chính là sang băng. Là sau khi toàn thể mọi người tập trung thì ngay lập tức chúng mình sẽ xuất phát. Ngay lập tức chúng mình sẽ bắt đầu. Được chưa ạ? Các em nhớ ngữ pháp Shidai nhé. Động từ bỏ mát sự cộng với Shidai. Chà, chỉ câu số 9 này. Vì là tàu dừng. Đúng rồi đúng không ạ? Thế nên là bốn câu đều là aruku là đi bộ. Aruku koto wa nai, ngữ pháp này. Veru koto wa nai là không cần thiết phải làm gì. Nhưng mình hay nói là bố mẹ không cần phải lo cho con đâu, con lớn rồi đúng không ạ? Đó, đi ạ. Shinpai suru koto wa nai yo. Đấy. Veru shika nai, shika là chỉ mà. Vậy đây là ngữ pháp chỉ còn cách. Chỉ còn cách các em nhé. Veru shikanai là chỉ còn cách, mặc dù nó không muốn nhưng mà đành phải như vậy. Và nó sẽ bằng với ngữ pháp là veru hokanai. Em ghi cho anh xem nếu mà chúng ta không nhớ nhá. Veru shikanai bằng với veru hokanai là chỉ còn cách. Tiếp theo là động từ veyo, đúng không ạ? Veyo. Sau lại còn có tố ngô shinai à, veyo, veyo tố shinai. Thì ngữ pháp này mang nghĩa là hoàn toàn không có ý định làm gì. Chủ ngữ là một người khác. Đó. Hoàn toàn không có ý định làm gì. Tiếp theo là aruken nakata là không thể đi. Vậy đương nhiên là cái này nó không liên quan năng lực, mà nó chỉ liên quan đến vì là tàu nó dừng, nên là bây giờ mình chỉ còn cách là đi bộ mà thôi. Duy nhất còn một cách là phải đi bộ, mặc dù là không muốn. Tiếp tục câu số 10 là có bạn Hương Quỳnh ạ. Hương Quỳnh bạn chọn đi băng này. Bạn Thành Tatu thì chọn là Ichiban. À, sẽ nên hiểu rồi. Các em nhìn trên xe này. Câu này của chúng mình có từ kano yoni đúng không? Thì các em biết từ yoni, yona và yoda là một câu so sánh không? So sánh ví von ấy, giống như thế này, giống như thế kia đúng không? Thế bạn hiểu thế nào là ví von không? Tức là nó không phải là như vậy, chúng ta ví như thế thôi. Đúng không? Thì ngữ pháp yoni, yona, yoda nó bằng mitai mà hoàn toàn giống nhau. Nó chỉ khác nhau về cách kết hợp ở phía trước thôi.
hợp rồi, nghĩa là nói là cô Hương giống người Nhật nhỉ, nhưng thực tế là cô là người Việt, thực tế là người Việt bên chúng ta ví von là giống người Nhật. Thế là sẽ là Nihonjin no yoda hoặc Nihonjin mitai da. Khi chúng ta ghép cái danh từ cộng với mitai thì mình ghép trực tiếp, còn ghép với yo thì mình sẽ có no. Vậy nếu mà chúng ta chọn một là mình sẽ phải loại luôn, bởi vì cái này dịch là giống rồi mà cái này cũng dịch là giống tiếp là mình sẽ bị làm sao, bị lặp về nghĩa. Tiếp theo daro là phán đoán, có dùng phán đoán không, giống như sao lại phán đoán. So có được không game, dùng loại trừ thì cũng không thể nào so được. So à, nghe nói hoặc là gì nhở, hoặc là có vẻ. Vậy chỉ còn lại đáp án số 2 là đế á đự thôi, chứ là đứng trước của nó. Bình thường là chúng ta sẽ dùng danh từ ghép trực tiếp hoặc là động từ chuyển sang thể, thường là vê đự và vê tạ. Ngoài ra là dạng đế á đự là dạng gọi là an toàn nhất các em ạ, an toàn nhất luôn nhé. Danh từ và tính đôi na chuyển thành đế á đự để cộng với một ngữ pháp bất kỳ thì đây là ngữ pháp an toàn nhất luôn. Chúng ta dùng loại trừ 1, 3, 4 thì chỉ còn lại đó là oya đế á đự kanoyota. Đế á đự thực chất nó là đà đấy các em ạ, thực chất nó là đà chuyển sang đấy đúng không ạ. Nó hay rồi sếp. Tiếp tục câu số 11 nhá. Câu số 11 của mình này. Kabe ni kinen toyu kami ga hatte arimasu. Vete arimasu. Ở trên tường đang có dán một cái tờ giấy viết là kinen cái kìa. Ne. Koko de tabaco nanani toyu imi. Nó có nghĩa là vậy, đứng trước cái tối ưu thì mình sẽ sử dụng là chia thẻ thường. Và thường nó sẽ ở thẻ mệnh lệnh và cầm đoán game ạ. Thẻ mệnh lệnh hoặc cầm đoán á. Vậy cấm hút thuốc thì nó sẽ là sự nà, chắc chắn là cô này 4 rồi, cô này rất dễ. Ngữ pháp đề này có khó không, đề này ngữ pháp có khó không em? Không đúng không? Rồi câu số 12 này. Là đi ra ngoài mà vẫn bật điều hòa để nguyên duy trì nguyên một cái trạng thái nào đó thì mình sẽ sử dụng ngữ pháp đó là vetikmama đúng không? Vê tặng mama thì mình sẽ loại 3, 4. Bây giờ còn lại là sư y tạ hay là chư kê tạ, các em nhìn thấy ố không? Nếu như mình dùng trợ từ ố ấy, thì tức là động từ ở đây nó sẽ là tha-do-chi này, nó là tha động từ. Còn nếu các em dùng chư y tạ ấy, chư y tạ là chư cự mà, chư cự thì là tự động từ đi với gá đúng không? Còn chư kê là tha động từ đi với ố ấy. Vậy nên đáp án của mình nó sẽ là đi băng. Là câu số 2. Nít, hay, so desu ne. Câu số 13 nào, Mina xong. Kare wa ima niui steru kara kyou no party ni korareru nanani. Anh ấy bây giờ đang nhập viện, vì vậy đúng không ạ, có thể đến bữa tiệc ngày hôm nay không? Vậy chắc chắn chỗ này là không thể, nó mắc phải là phủ định đúng không các em, phải là phủ định. Rồi các em nhìn trên xe này, tố bạc kagira nai, không hẳn là, đưa ra một trường hợp ngoại lệ. Beki de hoạn nai là không nên. Cô tô gắn nai, chúng ta còn nhớ ngữ pháp vê tạ. Cô tô a đự là đã từng, vê tạ cô tô gắn nai là chưa từng. Còn ngoài ra mình có một ngữ pháp là vê đự cô tô bát nai, vừa nói xong đúng không? Chim bay sư đự cô tô bán nai là không cần phải làm gì, không cần phải lo lắng cho tôi đúng không? Tiếp tục, ha dự là chắc chắn, ha dự gắn nai là làm gì có chuyện đó xảy ra, chắc chắn không có chuyện đó. Và bằng với ha dự gắn nai là wa kê gắn nai. Hôm nay anh ấy đi viện mà, làm gì có chuyện anh ấy có thể đến đây được. Thì đây là ngữ pháp mà Sensei nhắc rất là nhiều với các bạn học sinh ở trên lớp Zoom đúng không ạ? Các em nhớ hatsuganai, wakeganai bằng nhau và chúng ta nên dịch là làm gì có chuyện nhá. Tiếp tục câu số 14 này, đây là bài sao đúng không các em? À, nhắc đến bài sao, các bạn nào sợ bài sao comment lên xem nào. Nè, bài sao này có bạn nào chúng ta sợ không? Chúng ta chưa biết cách làm bài sao không? Chữa đến đây là Sensei thấy rằng là phần ngữ pháp đề thi thử này dễ hơn rất nhiều so với đề thi luyện đề mà Sensei cho các em được luyện nhỉ? Đúng không? Các em có công nhận là đề phần này dễ không? Các bạn mà học lớp Zoom của Sensei chúng ta có thấy đề này dễ hơn không? Bài sao em đúng hết luôn ạ. À? Tô Mộc Chân là Thảo Thảo của Sensei đây đúng không? Thảo Thảo chiến thần đúng không? Có em Sensei Dương Hường tốc chiến. Thế thì xem nhá, chúng ta sẽ nhìn này. Để làm được bài sao thì mình sẽ xem những cái cụm cố định. Thứ nhất là mình sẽ nhìn về trước về sau này. Tiếp theo là xem có cái cụm nào mà cố định nó sẽ đứng ở cạnh nhau hay không. Chẳng hạn, thế nên hỏi các em mà chúng ta có thể trả lời được này. Chắc chắn là kure thì nó sẽ là vt kure. Đấy là chúng ta thấy là cố định cái cụm mình sẽ có là một sẽ đi về ba. Có đúng không? Rồi, sao xem sự là đang tìm cái gì, đứng trước ố nó sẽ phải là một danh từ.
gì uống gì tìm gì đúng không? Vậy danh từ ở đây chỉ có thể là hai, vậy chắc chắn là hai sẽ đứng ở đây. Đúng chưa? Một và ba cạnh nhau rồi, bây giờ chỉ còn lại là bốn thôi, thì bốn nó sẽ đứng ở chỗ này hoặc là bốn nó sẽ đứng ở đây. Đó, nhiệm vụ còn lại của chúng mình là chúng mình sẽ tìm xem là bốn nó sẽ đứng ở chỗ nào, đúng không ạ? Đó. À đưa bài tổ xe cửa điều ngạc cứ xíu xa xe mà sửa, đúng không? Vậy chúng ta sẽ chốt lại là bốn đứng ở đầu. Bạn Lan cũng rất là nhanh ạ. À. Bạn đã điền xong đáp án là 4 1 3 2. Chính xác ạ. À. Uchino mise de ano arubaito shite kureru ryūgaku sewa sarateru. Tôi đang tìm kiếm du học sinh mà có thể làm thêm được cho tôi ở nhà hàng của tôi, ở cửa hàng của tôi vào cuối tuần. Các em có cảm thấy là bài sau này nó nhẹ nhàng hơn chưa? Trước hết nhá, sau này chưa cần nói đến những cái câu khó, những cái câu vĩ mô, sẽ chưa cần nói đến. Trước hết là chúng ta hiểu cách làm nào. Hiểu cách làm bài sau là gì? Nghĩa nó chỉ là điều kiện, chưa chắc là chúng ta dịch được là mình đã có thể sắp xếp được nhá. Bài này bản chất đó là mình sắp xếp theo những cặp cố định nằm ở một cái vị trí nào đó. Mình tìm những cái cụm cố định ấy. Bây giờ mình thử này, xong câu 14 bây giờ mình thử đến câu 15 nhá. Đây, Ikite, ikiru ấy, các em nhớ từ ikiru từ nhóm 2 nhé, mà nghĩa là kiểu như là sinh tồn hay là tồn tại, là sống ấy. Cho dù chưa này chưa ra cứ tế mộ, cho dù con người chúng ta có khổ cực đến đâu thì chúng ta vẫn phải gì? Vẫn phải sống. Chúng ta vẫn phải tồn tại trên cái cuộc đời này, đúng không ạ? Nani nani yorokobi mo aru no da. Nào, vì sao đây? Các bạn nhìn xem xe nhá, các em còn thấy không? Nếu như mà VT thì chắc chắn là VTI nó sẽ đứng cạnh nhau. 4 sẽ đi với 2 là một cặp, tức là nó phải chắc chắn là nó là thuộc về nhau rồi, không thể tách rời nhau ra được. 4 và 2, được chưa? Tiếp tục là các em có kara, các em có nhớ không? Nếu mà kara thì chắc chắn là ikite iru kara. Nhờ, đúng không? Vậy 4, 2, 3 rồi. Và các em có nhớ ngữ pháp cô sộ là có chỉ là cô sộ là chính tôi không? Hay là cô sộ là chúng ta nhấn mạnh là chính là vào cái đó. Vậy kara cô sộ là gì nhỉ? Là chính vì. Chính vì. Vậy các em ghép vào đi ạ. Nào câu 15 đó chính là đúng rồi ạ. À. Ikiru kara koso. Được chưa? Chính vì là chúng ta gì nhỉ? Làm sao? Sống thì mới có gì? Mới có niềm vui, được chứ? Đó, sống thì mới có gì nhỉ? Có hạnh phúc. Đó, niềm vui. Yorokobi là chữ hỉ đấy các em ạ. À. Tiếp tục, câu số 16. Zero kumon. Nghĩa chỉ là một phần thôi các em nhá, nhiều khi mà chúng ta dịch nghĩa chúng ta cũng không xếp được đâu, nên bài này mình sẽ làm theo cặp thôi. Chúng ta nhìn trên xe tiếp tục này, sắp phụ nô nhá, nô thì đứng sau của nó sẽ là một danh từ này, gá thì đứng trước nó cũng sẽ là một danh từ này, có cái gì, có cái gì đó. Mi kimi kara sắp phụ ni chui se kure, bạn nhắc nhở đội ngũ nhân viên của mình đi, đúng không ạ? Bởi vì là có cái gì từ khách hàng nói rằng chấm chấm đấy, kiểu kiểu thế đúng không? À, rồi, các em sẽ có fukuten cho đó là phó đúng không ạ? Fuku là phó đấy, fuku sa cho là phó giám đốc ạ. Fuku là phó. Ha. Khi mà làm những câu này chúng ta sẽ nhìn tố không? Đứng trước tố thì auto là thể thường. Auto thể thường luôn các em ạ. Đúng không? Nghĩ rằng nói rằng mà. Vậy thể thường ở đây thì chỉ có thể là một thôi. Chắc chắn là một đi với hai rồi. Vậy là có cái gì hả các em? Danh từ ở đây là mình sẽ chỉ có duy nhất cái mấy thôi? Ba thôi. Chỉ có duy nhất là ba thôi. Cứ đem vừa gà áp tạ đúng không các em? Đó. Thế thì bây giờ đứng sau sắp phụ nô nó phải là một danh từ đúng không? Vậy danh từ đây chỉ có thể là bốn thôi. Chỉ có thể là bốn thôi. Sắp phụ nô ai sa chữ nhị đúng không ạ? Rồi, ở cuối cùng đó là cứ đem mữ. À được. Vậy đứng trước tố là một rồi, chúng ta sẽ có một hai đứng ở đâu? Ở giữa. Khi mà làm dạng bài sao thì hầu như là trên đây chưa hướng tới chúng ta dịch quá nhiều, mà tìm những cái cụm cố đấy để cho nó nằm ở cạnh nhau đã. Đấy là cái việc rất quan trọng để chúng ta làm cái bài sắp xếp câu. Vậy bây giờ mình sẽ cùng nhau dịch xem ổn không này. Sắp phụ nô ai sa chữ nhì Genki ga nai Toyu kuremu ga atta. Tức là khách hàng đúng không? Từ phía khách hàng có cái claim, claim phàn nàn kêu ca nói rằng là gì nhở? Nhân viên ở đây là không được tươi tươi tỉnh, không được gì nhở? Genki ga nai đúng không ạ? Tức là mọi người là mặt cứ xì xì ra, xong thì không được hoạt bát như nhẹ hay là không khỏe mạnh vân vân. Đấy là chúng ta đang chê, là nó cố chê đúng không ạ? Đấy, hay. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đến câu số 17 nhá. Watashi no này. Đứng sau no là một danh từ đúng không ạ? Vậy là danh từ ở đây chỉ có thể là hai. Inai à? Inai, đứng trước inai thì chúng ta phải có một cái từ để nối. Phải có một từ nối, không thể hô độ inai hay là hito inai, thế thì là chúng ta sẽ có ba inai ở đây đúng không ạ? Rồi, bây giờ sẽ còn đó là kawaii hito và hô độ này. Đó,
Thì đến đây chúng ta có biết được ngữ pháp gì không? Đây là một cái ngữ pháp mà cô Hương rất hay nói với học sinh của mình. Có một câu ví dụ là: không có người nào mà em thấy hiền như cô Hương đào các học sinh túc chiến chiến thuật của cô đâu. Thử comment câu đấy xem nào. Không có người nào mà em lại thấy hiền đến mức như cô Hương. Không có người nào em cảm thấy hiền như cô Hương. Tức là trong mắt em cảm thấy cô Hương là người hiền nhất chẳng hạn. Hay là chúng ta có thể thay cái từ Yasashi hiền đấy thành một cái tính từ nào khác cũng được. Nói chung nó là một cái quan điểm cá nhân của mỗi người. Em cho rằng cái người đấy là nhất về mặt gì đó trong mắt của em. Đó. Thì đấy chính là cái ngữ pháp như thế này. Chúng ta sẽ có kudai hoặc là gudai hoặc là hodo. Cái ngữ pháp này cực kỳ hay gặp trong bài sao luôn. Nani nani. Cái nani nani này nó sẽ là một tính từ này các em này. Nó là một tính từ. Được chưa? Sau đó là một danh từ wa nai hoặc là danh từ wa inai. Nếu như mà danh từ này chỉ người thì sẽ là inai, còn danh từ này chỉ vật thì nó sẽ là nai, sự vật hoặc là sự việc ấy. Vậy mình dịch dễ dịch này: không có cái danh từ nào lại chấm 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 được như, không có danh từ nào bằng x, tôi cho rằng cũng là nhất. Vậy bây giờ mình sẽ có nhá: watashi no koibito hodo kawaii hito wa inai. Wow nhá. Không có người nào mà lại đáng yêu đâu, đáng yêu xinh đẹp bằng gì? Người yêu của tôi đâu. Tức là trong mắt của tôi, người yêu của tôi là đáng yêu nhất. Đúng không? Đấy, các em nhớ nhá. Hay là mình có thể nói một câu khác là: không có ngôn ngữ nào mà lại khó bằng tiếng Nhật đâu. Trong mắt của em, trong quan điểm của em, đúng không ạ? Tiếng Nhật là khó nhất. Nihongo kudai hay là Nihongo kudai hodo đều được. Đấy chưa? Muzukashi kotoba wa này. Đấy, không có ngôn ngữ nào em lại thấy khó bằng tiếng Nhật. Yes, rồi. Tiếp tục câu số 18 này. Trời ơi, đến đây là xin đây thấy đề này nó dễ rồi đấy các em ạ. Xin đây thấy đề đề thi thủ này. Các em học sinh bao giờ cũng thế các em ạ. Lúc thi thì là chúng ta kêu lấy kêu đẻ, kêu gì kêu trời kêu đất, đúng không? Có thể nó là do tâm lý đấy. Nhưng đến lúc mà xin đây chữa đề chúng ta sẽ cảm thấy là ô, hầu hết là từng câu này chúng ta biết hết rồi này. Đúng không? Nó câu tủ học thuộc sensei hỗ trợ này, đúng rồi. Thế tất cả các học sinh lớp Zoom của Zen là bao giờ Zen cũng hướng tới cái câu này để chúng ta nhớ được cái ngữ pháp kudai kudai hỗ trợ này, đúng không ạ? Nào, konosu no đứng sau no là một danh từ nhá. Kudasai thì chắc chắn là VT rồi, vậy chúng ta sẽ có otemite kudasai. Otemite kudasai đúng không? 4 đi với 3. Vậy no ở đây là chỉ có một thôi. Ố à, cô Minh, thế thì không phải. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu mà ố thì phải động từ cơ, mà động từ này sẽ đi với 4, vậy là một sẽ đi với 4. Ok. Rồi chúng ta chốt cho em xem nhá. Kono zu no tori ni theo như cái hình vẽ này được chưa ạ? Kami o otte mite kudasai. Câu này N4 rồi các em ạ. Câu này là ngữ pháp N4. Hãy gấp thử, đúng không ạ? Hãy gấp thử cái tờ giấy theo như cái đường vẽ, theo như cái hình vẽ này. Cứ chuyển ạ. Đáp án số 3 rồi. Chúng mình sẽ chuyển lên xe sang bài đục lỗ. Bài này gọi là ngữ trong đoạn văn. Ngữ pháp trong đoạn văn, bài đục lỗ. Bài này thì gần như nó là một dạng bài đọc hiểu. Thế nhưng mà nếu như mà các em có chọn bừa thì các em cũng đừng chọn bừa hết nhé. Bởi vì có những câu nó cho điểm dễ cực. Hai, ok. Đây là một bài chủ đề liên quan đến Sakubung các em ạ. Thường nó sẽ là Sakubung. Đây là một, dưới đây là một cái bài văn mà do bạn du học sinh viết. Chủ đề đó là Higaeri Onsen. Các bạn có từ hi là ngày, kaeri là về. Higaeri ryoko ấy là đi du lịch trong ngày rồi lại về, chắc là chúng ta đi trong ngày thôi. Tương tự là Higaeri Onsen thì nó tự hiểu. Ok. Hãy. Rồi, sự đấy, tên của bạn đấy thôi. Điền cho em xe vào vị trí này. Thực ra nó là nếu mà chúng ta điền câu 19 mình chỉ cần đọc đến đây thôi các em ạ. Một điểm này, đọc hai cái dòng này để được một điểm này. Sono ue sore to anodakara nazeka to ito, tức là chúng ta tìm một từ nối. Bài đục lỗ nó sẽ thường có các dạng đúng không, chắc chắn nó sẽ có một câu hỏi là từ nối giữa hai câu. Mình đọc hai vế thôi là mình sẽ ra. Nihon ni kuru mae watashi wa onsen ni wa ikita kunai to omotte mashita. Trước khi mà đến Nhật thì tôi nghĩ rằng là tôi không muốn đi onsen đâu. Chấm 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 này nani đúng không ạ? Watashi no kuni ni wa nai shukan de hoka no ito to furo to hairu no wa hazukashi to omotta kara. À, có từ kara rồi các em ạ. Tức là vế trước bảo là tôi không muốn đi, vế sau là vì tôi nghĩ rằng thật là xấu hổ khi mà phải tắm cùng một người khác. Đây là một cái thông phong tục mà ở nước tôi không có.
Vậy tức là chúng ta có kara thì nó phải là naze rồi các em ạ, chắc chắn rồi. Đứng trước là một từ tại sao mình sẽ có nhá. Naze ka to iuto hay là naze nara đều được. Nếu nói là tại sao thì đó là bởi vì B. Nếu nói là tại sao A thì đó là bởi vì B. Karada, karada để sửa. Các em nhìn nhá, nếu có karada các em cứ tự chọn nên xe naze ở phía trước hoặc là doce. Được chưa? Ides cup. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đến câu số 20. Câu 19 này mình vừa chọn là naze tối ưu tổ đúng không ạ? Naze nara naze tối ưu tổ. Rồi, câu số 20 này. Đến đây nhá. Đến đây ạ. À. Được chưa? Ê, tiếp một Nihon jin no tomodachi nai nani Nihon jin wa onsen o tanoshimu tame ni kiteru no de mawari no hito no koto wa zenzen kinishinai so. So nghe nói đây này. Tuy nhiên nghe nói này là sao đây? Vì đúng không ạ? Nihon jin, người Nhật người ta đến onsen là để thưởng thức suối nước nóng nên người ta hoàn toàn không quan tâm, hoàn toàn không quan tâm đến người khác đâu. Rồi ở phía trước là người bạn người Nhật của tôi Da Kara Koso, chính vì Niyo Đự Tô là theo như một nguồn thông tin, Tố Na Đự Tô là trở nên hễ hễ như thế, ní như tê là giống như. Thế thì chúng ta sẽ chỉ có thể là nguồn thôi đúng không, nghe nói mà, nghe nói thì chỉ có thể là nguồn thôi các em ạ, dựa trên một nguồn thông tin nào đó nên chúng ta suy ra một câu nghe nói. Người bạn tôi, nguồn thông tin là bạn tôi bảo thế, được chưa? Ừ. Câu 20 này dễ. Trời ơi, đến đây các em ơi. Trên đây xác nhận rồi, bây giờ 100% là cái đề ngữ pháp này không hề khó luôn. Hai câu trên đây vừa chữa là đều chưa có học bố gì hết, đúng không? Ừ. Chúc mừng Lily Thúy nhá. N4 vừa rồi em được 140 điểm, cách đây ngày của Sensei ạ. Tháng 12 này là mình tiến thẳng lên N3 rồi đúng không? 140 điểm là chúng ta có một cái kiến thức rất là chắc. Nếu mà các em được 110 điểm trở lên thôi là sẽ thấy chúng ta đã rất tự tin để có thể vượt lên được cái trình độ level tiếp theo rồi đấy ạ. Tiếp theo này, câu số 21 này. Đâu rồi, mình vừa dịch đến đây rồi đúng không ạ? Kono koto shite kara watashi mo tomodachi to ryoko ni itte amari kini shinai de onsen no nanani 21. Nào các em nhìn này, thế thì tức là sau khi bạn bạn nói như thế xong thì tôi mới thấy rằng là thôi tôi biết cái điều đó, kono koto shite kara, sau khi tôi biết cái điều là người Nhật người ta không hoàn, người ta hoàn toàn là không ăn tâm, quan tâm những người xung quanh đâu đúng không, nên là tôi cũng bắt đầu là tôi đi du lịch với bạn của tôi và tôi đi thưởng suối nước nóng và tôi hoàn toàn không để ý, không quan tâm đến những cái việc xung quanh. Kini sự được là quan tâm mà, thì chúng ta sẽ có noshimasare là bị bắt đây này, bị động sai khiến này, noshikatta kamoshiremasen là phán đoán, phán đoán các em ạ, có phán đoán hành động của bản thân không, không rồi. Noshimeru chō ni narimashita là đã có thể như thế nào, và trước đây chưa thể bây giờ đã có thể. Noshita to omou, tôi nghĩ rằng là tôi đã. Các em thấy không? Thì chúng ta sẽ thấy là đều thực ra là cô Hương không bao giờ hướng chúng ta là chúng ta sẽ tìm một câu đúng đâu. Bao giờ cũng thế các em ạ. Chúng ta học cô Hương chúng ta quen rồi, biết là cô Hương luôn luôn loại trừ câu sai. Cái việc loại trừ nó sẽ dễ hơn cái việc đi tìm câu đúng mà. Chắc chắn với các em là chúng ta có công nhận là mình sẽ loại câu 1 không đã? Sẽ hỏi các em là chúng ta loại câu 1 đã được chưa? Chứ là loại câu 2 này. Đấy có hai nhỉ, đúng không? Em còn câu 3, câu 4 đấy. Thì khi mà chúng ta bảo đi tìm câu đúng thì chúng ta sẽ nghĩ rằng câu nào sai hơn. Các em nghĩ câu 3 hay câu 4 nó sẽ sai hơn. Đấy, nên như vậy. Kể cả bài đọc hiểu cũng như vậy. Để tìm được câu đúng chúng ta nên tìm câu sai để loại, nó sẽ dễ hơn. Được chưa? Hiểu ý trên đây chưa? Đó. Vậy chỉ có thể là bà thôi, đúng không ạ? Tôi đã có thể rồi, trước đây là tôi không thể. Trước đây tôi không thể nào mà nghĩ rằng tôi sẽ đi tắm được onsen cùng với người khác, bây giờ tôi đã có thể rồi. Thì mình sẽ làm ngữ pháp chủ ni narimashita nhé. Ừ. Lớp cấp tốc N3, em đang hỏi lớp luyện đề à? Em đang hỏi lớp luyện đề hay là lớp học từ đầu ạ? À? Lớp học kiến thức cơ bản từ đầu cho đến khi mà luyện đề để thi, hay là chỉ có lớp là chỉ có luyện đề để thi thôi? Dành cho những người mà đã học xong kiến thức cơ bản của N3. Lily Thủy em đang hỏi lớp như nào? Đọc hiểu N3 khó quá, em dịch được nhưng tìm đáp án bị sai. Tức là em đọc bài đọc thì hiểu nhưng mà đến lúc chọn đáp án ra đối chiếu chúng ta phân tích là hay bị sai, thì đấy cái quan trọng nó là ở cái đó đấy các em ạ. Quan trọng là chúng ta dùng phương pháp loại trừ. Chút nữa nhá, chút nữa các em nán lại trên đây sẽ hướng dẫn các em làm bài đọc hiểu. Nào, câu số 22 mình sẽ có vị trí ở đây. Đến đoạn tiếp theo này nhá. Onsen to iu to kankochi nado no hotel ya ryokan e tomatteru imeji ga arimasu. Nào,
Sao đây? Nhắc đến tối ưu tố là nhắc đến onsen thì thường mọi người sẽ nghĩ ngay đến một hình ảnh là ấn tượng, là chúng ta phải đi chơi thật xa, đi đến các cái nhà hàng, khách sạn, lữ quán vân vân, những cái nơi mà khu tham quan ý, đúng không ạ? Đó thì mới có. Thế nhưng ạ, gà là nhưng này, sai keyword. Nhưng mà dạo gần đây Shopping mô đưa ra tổ nhìn mô onsen gà à đi tô cư mà đi cả nạc tìm mô onsen nhìn hai đứa cô tổ đi kìa. Là cho dù mình không cần phải đi xa đâu, mình vẫn có thể vào được onsen. Bởi vì sao? Ngay cả những cái shopping mall ấy ạ, những cái khu trung tâm thương mại ở gần đây thôi cũng có. Rồi bây giờ mình sẽ tìm một cái từ nối ở đây. Rồi, sono hi no uchi ni ki ite kaete kore korareru onsen wa higaeri onsen to yobareteru. Và bây giờ người ta gọi cái suối nước nóng mà có thể đi trong ngày rồi về luôn thì nó gọi là higaeri onsen. Vậy từ nối ở đây ano, kono, ano và kono, rồi sore kara và are kara, thì các em thấy rằng bên này sẽ hướng dẫn chúng ta này, nếu như mà loại trừ nhá thì bên này sẽ loại trừ một đầu tiên, không bao giờ có ano nhồi ní trong bài lục lỗ. Nếu như các em có gặp nó chúng ta loại luôn, được chưa? Trừ khi nó sono thì nghe được, sono và kono thì ok. Arekara cũng càng không, cũng sẽ loại. Bây giờ còn hai và ba. Sorekara có nghĩa là sau đó, hoặc là lúc là, nó có hai trường hợp nghĩa. Tức là chúng ta sẽ nối các hành động với nhau thì là sau đó, hoặc là chúng ta bổ sung thêm một cái ý nào đó thì sẽ là sorekara. Vậy ở đây vế trước nói rằng không cần đi xa, chỉ cần ở gần những cái trung tâm thương mại thôi là chúng ta cũng có thể được đi tắm suối nước nóng rồi. Và bây giờ người ta gọi cái kiểu tắm như thế, gọi cái kiểu ở những cái onsen mà mình đi trong ngày, đi những cái onsen ở gần ấy, đi trong ngày rồi về là higaeri onsen. Vậy lúc này chúng ta sẽ có sorekara hay là konoyona. Dùng phương pháp loại trừ câu sai, chúng ta sẽ loại câu mà chúng ta nghĩ sai hơn. Không bao giờ sẽ đi hướng tới là đáp án là gì cả. Sẽ đi không bao giờ hỏi các em là đáp án của các em là gì. Phải không? Sẽ hỏi các em là chúng ta sẽ loại câu nào, nếu như là các em chúng ta sẽ loại câu nào. Nào. Có cả ba và hai ok rồi, nếu như mà là các em chúng ta sẽ loại câu 3 đúng không? Sorekara làm gì lại tự nhiên là có nối hành động đâu, hoặc là có gì nào bổ sung đâu, tức là nó chỉ đơn giản là konoyona là cái onsen kiểu như thế này này, cái hình thức như thế này này, cái hình thức như thế này này, yona mà như thế này này thì đó chính là higaeri onsen kiểu như vậy. Ừ. Bây giờ mình sẽ đến cái câu số 23. Cố lên, gamatte kudasai. Nó không hề khó các em ạ. Nó là liên quan đến cái vấn đề chúng ta phân để loại trừ câu sai thôi. Câu này cũng là từ nối nhở. Nào, ví dụ này. Tatoeba là ví dụ này. Ippo de, mặt khác này. Towa ie và nani yori. Nani yori thì nó sẽ là hơn bất kể thứ gì. Nào mình thử này. Ie de haru ofuro mo kimochi ga ii desu ga. Ở nhà tắm cũng được mà. Cũng thoải mái mà. Thế nhưng Hiroi ofuro ni haettari, đi vào một bồn tắm rộng, onsen no ato no massage nado yukkuri dekiru service uketari, là mình được hưởng thụ một cái dịch vụ kiểu như là rất là thong thả, đúng không? Giống như là được người ta massage cho mình sau khi mà mình tắm suối nước nóng. Thì cái điều này refresh you, đó chính là refresh đúng không ạ? Chúng ta có refresh. Đó chính là được mình được gì nữa? Làm sao các em? Chúng ta có thể cảm thấy gì nữa? Rất là kimochi ga ii, chúng ta cảm thấy rất là thoải mái và được refresh chính bản thân mình. Là mình được làm gì hả các em? Chúng ta có biết từ refresh không? Refresh là gì nhở? Các em comment lên xem nào, các bạn nào chúng ta nhận ra cái từ đấy không nhỉ? Trong máy tính IT chúng ta gặp rất là nhiều đúng không? Đâu comment lên xem nào. Nếu như mà bình thường ở trong cuộc sống ấy là chúng ta rất là mệt mỏi đúng không? Công việc rất là áp lực. Mà sau bây giờ mình được đi tắm suối nước nóng này, được người ta massage cho mình này. Đó thì mình sẽ cảm thấy làm sao? Mình được làm mới đúng không ạ? Mình được làm mới bản thân, mình thấy cảm xúc của mình rồi mọi thứ là nó thoải mái hơn. Đó,
nó thay đổi hơn rất là nhiều so với cuộc thử hàng ngày của chúng ta. Tiếp theo bây giờ mình có onsen wa oyu no seibun ga karada ni ii no de, tức là những cái thành phần ở trong nước nóng ấy thì nó rất là tốt cho cơ thể ở trong suối nước nóng nhá, những cái thành phần trong 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 nước ấy. Rồi tiếp theo này, ekondoku ni kara kazoku ya tomodachi ga kitara, bạn ấy bảo rằng là từ lần sau nếu như mà có bạn bè hay là gia đình của bạn ý đến từ nước đến ý, thì bạn ấy nghĩ rằng là zehi kigai đi onsen ni tsurete ikitai, định bạn ấy sẽ dẫn người nhà của bạn ấy đi onsen trong ngày, đi tắm suối nước nóng trong ngày để về đúng không? Thì các bạn sẽ thấy rằng này có ví dụ không? Không ví dụ được đúng không? Nào, mặt khác được không? Cái câu cuối cùng này chính là câu kết luận đấy ạ. Vế trước nói rằng rất thoải mái, đúng rồi. Giờ chúng ta cảm thấy rất là kimochi gai, rất là gì nữa? Refresh you đúng không ạ? Rất là thoải mái. Đó, được hưởng các dịch vụ đó. Và bây giờ kết luận thì đó chính là cái gì các em? Mandiyori. Và quan trọng hơn hết, kể gì nữa, những cái nói về phía trước thì bây giờ cái quan trọng nhất đó chính là nước nóng ở trong onsen rất tốt cho sức khỏe, thì mình sẽ dùng với Naniyori, được chưa? Hơn bất kỳ thứ gì, ví dụ mình có này, gia đình của tôi quan trọng hơn mọi thứ. Kazoku wa Naniyori daisetsu na koto da. Đó, thì mình sẽ dùng với Naniyori hơn kể thứ. Ok chưa các em? Bây giờ mình sẽ đến phần bài đọc hiểu, đó là đoạn văn. Hôm trước cô Lan đã chữa hai bài rồi, hôm nay Sen sẽ tiếp tục hai bài tiếp theo. Bây giờ mình sẽ thử xem là liên quan đến đọc hiểu thì chúng ta phải giúp hiểu mà chọn đáp án sai là vì sao nhé. Nào, Sen hướng dẫn các em này để làm được bài đọc. Đọc câu hỏi đầu tiên cho anh xem nhé các em ơi. この文章を書いた人はストローについてどのように考えているか? Tác giả đúng không ạ? Nghĩ như thế nào về sorrow? Nó sẽ là một từ mới nhưng mà các em cứ bình tĩnh, là các em đọc lên bài là mình sẽ hiểu được từ sorrow nó nghĩa là gì đấy. Juice nào đồ nó no ni. Nó ni không phải là mặc dù đâu, nó ni ở đây nó có một nghĩa nữa là mục đích. Solo tsukatte nomu hito wa ui de shou. Có rất nhiều người uống uống nước. Ví dụ như là uống nước ép chẳng hạn thì mọi người thường sử dụng cái gì? Để uống. Đó, để uống thì mọi người thường sử dụng cái gì? Vậy chúng ta suy ra được ý nghĩa, mình đoán nghĩa từ solo này nó chính là ống hút. Để uống mà. Thì mình sẽ thường sử dụng là ống hút đúng không ạ? Shikashi ima. Tuy nhiên ạ. Tuy nhiên, ngày nay này, kono solo ga yoku nai to iken ga sekai juu de fuete imasu. Ngày càng tăng lên những ý kiến ở trên thế giới cho rằng là cái ống hút như thế này thì nó không tốt. Genryo de aru plastiku ga gomi tonari umi o yogoshi soko ni sumu seibuchi ni warui eikyou ataeteru no desu. Các em có cụm là warui eikyou ni ataeru, gây ảnh hưởng xấu tới sinh vật sống. Ở đâu? Ở đó là ở đâu? Ví dụ như là ở biển. Tức là cái ống hút ấy thì nó sẽ là một cái gì các em nhỉ? Một cái loại nhựa. Nó là nhựa đúng không ạ? Và nó sẽ là một loại rác thải làm ảnh hưởng đến môi trường, làm gì nữa? Làm bẩn nước biển vân vân. Rồi, cái này ai cũng biết đúng không em? Konotame, đọc bài hiểu cực. Tẹo nữa sẽ hướng dẫn các em vào xem, đọc bài hiểu lắm. Rồi, plastic no solo o tsukau no o yame you という運動が始まっています. Và đầu, tức là vì vậy các em nhé, vì cái lý do là nó ảnh hưởng đến môi trường. Vì vậy, konotame là vì vậy này. Nên là bắt đầu có những cái gì nhỉ, những cái người ta gọi là vận động nhau, là bảo là cùng nhau là phải dừng đi, từ bỏ đi, không sử dụng nữa, không sử dụng ống hút nhựa nữa. Hay sono kawari ni, thay thế các em ạ. Thay cho cái ống hút nhựa, đây sono là đây đây thay cho cái này, được chưa? Thì tăng gai ra đây, tăng người ta suy nghĩ như vậy. Và kamiyaki kara tsukurareta solo, tức là thay cho là ống hút nhựa thì mình sẽ sử dụng ống hút mà được làm bằng giấy, bằng gỗ gì đó đúng không? Ừ, rồi. Kore ra là những cái này. Thì sude ni bằng mô nhá, là đã. Ikutsuka no kohi shop ya restaurant nado de tsukawarete masu. Tức là cái hành động này thì cũng đã được tuyên truyền và sử dụng rộng rãi ở các nhà hàng hay là những cái cửa hàng giải khát, quán cà phê. Rồi, có rồi. Thế nhưng
Nê đang cả tha cai cô tổ cả môn đây. Cái câu này cực kỳ quan trọng. Cho nên luôn luôn phải nhấn mạnh với học sinh là đứng sau từ nhưng nó rất quan trọng các em nhé. Các em nhìn từ nhưng không? Từ nhưng này. Đấy, đứng sau từ nhưng mà. Tức là nhà hàng rồi cửa hàng có thể khác là người ta có sử dụng ống hút giấy rồi. Tuy nhiên, có một cái vấn đề đó là giá thì nó đắt. Chi phí giá rất là đắt. Kore ni tsuite wa kongo rikai shi kai ketsu shinakereba narimasen. Về cái vấn đề này ấy, thì là tới sau này là con người mọi người chúng ta cần phải gì giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề này. Ok rất hiểu đúng không? Sau đây cô trò chúng mình sẽ cùng nhau phân tích phương án này. Khi mà phân tích cùng sensei thì chúng mình hãy trả lời sensei nhá. Đọc phương án lên và trả lời là câu đấy nó có sai không? Nó có sai không? Nếu mà chúng ta cảm thấy nó sai ấy, sai luôn ấy, thì các em sẽ loại luôn, không cần đọc nữa. Còn nếu mà chúng ta vẫn cảm thấy nó ai mai ấy, thì lúc đấy chúng ta cứ để đấy. Để tẹo nữa mình lại đối chiếu sau. Được chưa? Ok chưa? Và nhưng mà mình cũng phải chú ý cho nên là có những trường hợp là phải đọc kỹ câu hỏi, nó phải tương ứng với câu hỏi nhá. Nhá, rồi. Đây là tác giả nghĩ thế nào về ống hút? Thì câu hỏi này nó cũng chung chung, nó chưa có gì khó lắm. Căng kiểu nhị và đuôi e kiểu à tay này solo gác giá sư cự sư cư đà đê đự tối ôi tối ôi là tối y thôi, ve đự tối y là nên đấy các em nhé, ve đự tối y ấy các em đừng có phát ve thả ra y là nên không nào. Ống hút mà không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường thì nên hay tôi mong muốn khuyên là nên làm sao mà làm nó rẻ rẻ. À, đó mày là ống hút mà không ảnh hưởng đến môi trường thì tôi khuyên là nên nó rẻ. Câu này có sai không? Sẽ hỏi các bạn là có sai không nhá. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy chưa không không thấy nó sai thì chúng ta cứ để đến ai mai. Thực ra là thấy là ống hút không ảnh hưởng đến môi trường ấy thì nó chính là cái ống hút mà làm bằng giấy. Ý là câu này là như thế. Và có một cái vấn đề nó đang đó. Thì tác giả bảo là chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này. Thì sang đây nghĩ là câu này chưa sai. Câu này chưa sai, về mặt nội dung này chưa sai. Đúng không em? Rồi, thế ok, chưa sai. Bây giờ tiếp tục đến câu số 2 nhá. Umi de nomi no mono nomu toki ni, khi mà mình uống nước ấy, khi chúng ta uống một loại đồ uống nào ở biển. Soda scout no wa yoku nai. Nào, các bạn ơi, thật sự là không tốt đâu. Khi chúng mình sử dụng ống hút mà chúng ta lại đi uống đồ uống ở biển. Nào các bạn nhé. Khi chúng ta uống một loại đồ uống nào ở biển mà các bạn sử dụng ống hút là không tốt. Thế thì hỏi các bạn nhé. Thế bây giờ mình sử dụng ống hút ở chỗ khác không phải ở biển cũng được không? Được đúng không? Vậy câu này nó đang sai ở cái chỗ phía trước. Là bài này nó không hề liên quan đến vấn đề là uống ở đâu. Nó không nói đến vấn đề là địa điểm. Đúng không các em? Nó chỉ nói về vấn đề là sử dụng ống hút nhựa là không tốt thôi. Nên câu này nó sai ở cái chỗ là ở biển. Không hề nhắc đến cái vấn đề là uống đồ uống ở biển. Nên cái này nó sẽ là sai. Được chưa? Nó là sai. Câu số 3 này. Plastic de straw wa takai kara yoku nai. Đọc kỹ vào trên xe này. Ống hút mà được làm bằng nhựa thì là nó không tốt vì nó đắt. Các em thấy câu này nó có ổn không? Nào, ống hút làm bằng nhựa thì không tốt. Câu này chưa sai. Nhưng nói thêm câu là vì đắt. Các em ơi, ống hút bằng nhựa có đắt không? Câu này nó sai về nội dung chưa? Hả? Cái gì thì đắt ở các em? Ống hút làm bằng giấy thì nó mới đắt. Còn ống hút mà làm bằng nhựa nó có đắt không? Không. Vậy chắc chắn câu này sai của chữ Takai này. Sai chữ Takai này rồi đúng không? Rồi. Câu số 4 này. Kankyo no tame nara soro no nedan wa kanke nai. Kanke là liên quan, nai là không nhá. Cái giá cả của ống hút ý, mà nó cho môi trường ấy thì không quan tâm về mặt giá. Tức là chúng ta không liên quan, không quan tâm về mặt giá. Giá nó thế nào cũng được, miễn là nó tốt cho môi trường. Đấy là câu số 4. Thì câu này là câu gì rồi các em? Sai rồi, bởi vì ý kiến tác giả nói rằng là gì? Là đang có một cái môn đai vấn đề rất lớn. Là ống hút mà làm bằng giấy thì rất đắt. Thì chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này. Thì rõ ràng là chúng ta thấy câu này sai. Cho nên không đi tìm câu đúng nhá. Cho nên chỉ thấy là câu này sai thôi. Và bây giờ còn lại câu 1. Thì trên bài đọc không hề có câu nào nói về câu 1. Các em sẽ biết rằng là bài đọc hiểu ấy thì cái đáp án nó luôn luôn đáp án nó luôn luôn là sao các em, đó chính là không có trên bài đọc, nó sẽ là một cái diễn đạt khác đi, vẫn là cái ý đó của tác giả nhưng người ta sẽ nói cách khác đi ấy.
Em nhá, tức là trên bài thì bảo là có một cái vấn đề là ống hút mà làm bằng giấy như này là nó, mọi người phải giải quyết vấn đề đấy đi, đấy là ý tác giả. Thì bây giờ trong đáp án người ta bảo là cái ống hút mà không ảnh hưởng đến môi trường ấy thì là nên rẻ, thì nó có phải là một cách nói không em? Tóm lại nó ý nghĩa của nó vẫn như vậy đúng không em? Đó, ok chưa? Rồi bây giờ trên này sẽ chuyển sang bài số 2 em nhá. Mirasawa Karimasuka, chúng ta đã hiểu được làm của bài đọc, mình gọi là cái cách làm đã. Xem đây chưa có yêu cầu quá to là chúng ta phải được phải phải làm đúng one shot, đúng một lần là chúng ta phải đúng luôn hết, nhưng mà ít nhất chúng ta biết được cách để chúng ta loại trừ bài đọc rất là nhanh, đọc hiểu ok rất hiểu, nhưng đến lúc chúng ta vào các phương án là chúng ta phải loại trừ các em nhá. Ừ. Nói một hồi hết hơi rồi, bây giờ các em comment lên xem nào, là cái có bạn nào chúng ta đang xem livestream ở đây mà đợt vừa rồi chúng mình tham gia thi thử không nào? Có bạn nào chúng ta vừa rồi thi thử GPT N3 chúng ta làm đúng bài này không? Trước khi chữa bài, tâm sự một chút này. Có bạn nào chúng ta làm đúng bài này không? Đúng hay sai? Mà sau khi mà chúng ta xem lại đáp án này chúng ta có hiểu đó là vấn đề không? Nào, các em cứ comment nhé, sẽ đọc dần. Nào, bưng nô nay ở nì chê tê tà đà đố đề cả, tìm câu nội dung đúng thôi. Đây là câu hỏi rất chung chung em ạ. Sen đây không thích làm những câu hỏi chung chung đâu, Sen đây thích không câu hỏi nó phải cụ thể cơ. Và đọc trên đây chúng ta biết được đúng không? Bài đọc hiểu là câu nào mà càng cụ thể thì câu đấy nó càng dễ trả lời. Ví dụ như là hỏi tại sao lại như thế, thì điểm tốt là gì, điểm xấu là gì, điều quan trọng nhất là gì, thì đấy là câu hỏi cụ thể. Còn câu mà hỏi là nội dung đúng là gì, câu nào chính xác, thì đấy là kiểu chúng ta phải đọc cả bài luôn rồi đấy các em ạ. Được chưa? Ừ, câu này em sai à? Tìm nội dung đúng thì không có cách nào khác em ạ, thì chúng ta phải đọc cả bài thôi. Để các Kisunomina sẵn gửi đến các bạn sinh viên Chiu Ring Chono Koji ni tsuete, tức là tôi thông báo về một cái gọi là thi công đúng không, đó công trình thi công cái Chiu Ring Jo là cái bãi đỗ xe hai bánh, đỗ xe đạp và đỗ xe máy, được chưa? Rồi 1月28日より2月12日まで工事を行う là từ yori là quá đấy, kèm được yori hơn không? Kể từ ngày 28 đến ngày 12 là sẽ có gì nữa? Thi công cái Chiu Rinjo ấy. Genzai riyo shiteiru kita Chiu Rinjo minami Chiu Rinjo riyo dekimasen. Chúng ta sẽ nhìn trên xe, rất quan trọng này là cái bãi đỗ xe phía nam và bãi đỗ xe mà hiện tại mọi người đang sử dụng ấy là chúng ta không sử dụng được nữa. Nhớ cho này cái điều này nha. Bắc và Nam là không dùng được nữa trong thời gian từ ngày 28 đến ngày 12. Chitensha wa higashi Chiurinjo, otobai wa nishi Chiurinjo ni tomete kudasai. Tomeru là đỗ đây này. Và xe đạp thì đỗ ở phía đông. Còn xe máy thì chúng ta đỗ ở bãi đỗ xe phía nam, phía tây nhá. Được chưa? Đến đây là chắc thông tin nó chưa có gì khó đâu. Dochira no Chiurinjo mo dochira là cả hai. Cả hai ạ, cả hai bãi đỗ xe này. Asa shichi ni mon ga akimasu, cự cổng sẽ đóng vào lúc 7 giờ sáng. Được chưa các em? Rồi. Sore izen ni ryoshitai bai wa gakusei ka ni moshikomi o shite kudasai. Nào, trong trường hợp mọi người muốn sử dụng trước thời gian đó thì hãy đăng ký với bên gì nữa? Khoa sinh viên. Tokubetsu ni shokuin yo chiurin jo riyo dekimasu. Câu này là gì các em nhỉ? Chúng ta sẽ hiểu đại khái nhé. Là về giờ giấc thì cả hai cái này là đều sẽ... À, cô mới mở cửa chứ. Cái này là mở cửa đấy. Xin lỗi các em. Tại sao tự nhiên xin đang phải nghi ngờ là cả hai cái này là sẽ mở cửa lúc 7 giờ sáng đúng không ạ? Và nếu như mà mọi người muốn sử dụng trước 7 giờ, tức là chúng ta muốn đỗ xe trước 7 giờ sáng, thì mọi người đăng ký với bên khoa sinh viên và mình có thể sử dụng bãi đỗ xe ở bãi đỗ xe gì các em nhớ? Đặc biệt là tu cứ bê sự show cứ in vô là bãi đỗ xe chuyên dụng cho nhân viên ấy, cho nhân viên, cho chuyên viên, cho ví dụ như là ở trường học chúng ta sẽ thường phân ra là bãi đỗ xe dành cho học sinh sinh viên và bãi đỗ xe dành riêng cho giảng viên đúng không? Đó. Now là ngoài ra này, sube te no chiurinjo wa no yoru 9 ji ni shimarimasu.
Toàn bộ tất cả các bãi đỗ xe đều sẽ đóng cửa lúc 9 giờ tối. Số D ICO, ICO là sau thời gian này thì chỉ đến trạm ô tô bay ở ga C Ma Sinh nốt đấy. Sau thời gian này mọi người sẽ không lấy xe ra được. Vì vậy hãy chú ý nhé, sẽ không lấy xe ra được đâu, được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ tìm trên xe câu sai nhá. Tìm câu sai trên xe nhá. Xe này nghĩ là lần này mình sẽ đọc từ dưới lên đi xem nào. Trả lời trên này có sai không nhá? À sao? Chi mai ni. Trước 7 giờ sáng. Dare demo. Shoku in yo. Chiu rin jo ni. Chi đen trả ô tô bay ô tô mê tế yoi. Tô mê tế y đấy. Kể mọi người ai cũng đều có thể đỗ xe đạp xe máy ở bãi đỗ xe chuyên dụng dành cho gì nhở? Cho nhân viên. Trước 7 giờ sáng. Thì các em thấy rằng là câu này trên đây hỏi là có sai không? Chúng ta phải trả lời là có sai không? Câu này sẽ sai ở cái chỗ là bất kể mọi ai. Các em thấy không ạ? Trong trường hợp muốn dùng thì chúng ta phải đăng ký. Chúng ta phải đăng ký thì chúng ta mới được. Mà câu này là chưa hề có điều kiện là phải đăng ký. Đây là câu này là đánh đồng tất cả mọi người đều được. Được chưa các em? Đấy, nên là chúng ta sẽ thấy câu này là sẽ sai. Chúng ta phải loại trừ câu sai trước. Các em ơi, xem đây luôn luôn hướng tới cách làm. Chúng ta đi đến hướng tức là từng bước một, bình tĩnh để làm. Theo này, trả lời xem đây sau câu 3 có sai không nhá. Cô gì? Khi càng chịu trong thời gian mà thi công. Được chưa? Thi công. Cô gì ấy? Hê di sự đa kê. Khi tạo. Minami. Rio đề kỳ này. Chỉ có ngày thường thôi. Là không dùng được thôi. Có phải không các em? Ở trong này chúng ta có ngày thi công từ ngày 28 đến ngày 12. Thì là cứ trong khoảng thời gian này thì là không không dùng được. Không bất kể là ngày thường hay là cuối tuần miễn trong thời gian này. Vậy đây là chúng ta thấy là câu số 3 là nói là hê di sự đa kê là chỉ ngày thường là chúng ta bị sai chưa? Rồi, chúng ta sẽ loại trừ câu này là sai. Hay, đi bằng. Yoru 9 giờ以降 là 自転車は出すことできるが、オートバイは出すことできない。Sau 9 giờ tối, xe đạp được lấy, còn xe máy thì không được lấy. Trong khi ở đây chúng ta sẽ có một câu không? 自転車、オートバイ、出せませんので。Cả xe đạp, cả xe máy đều không lấy được sau thời gian này. Vậy câu này sẽ sai. Vậy còn lại câu 1 chúng ta đọc xem có sai không? Có nhiều trường hợp nhé, các em ơi, có nhiều trường hợp buồn cười lắm. Là chúng ta đọc hết 4 câu chúng ta đều gạch hết ý. Tức là chúng ta cảm thấy là câu nào cũng sai ấy. Thì lúc đấy chúng ta lại phải quay lại. Chúng ta lại phải quay nào quay lại xem là câu nào nó sai hẳn thì chúng ta lại gạch tiếp câu nào mà chúng ta là mình phải loại dần ấy, lại phải loại một lần nữa. Lúc đầu câu 1 này chúng ta lại cảm thấy sai thì sao? Đúng không? Nào, chỉ tên xe tô tô bay hoa, nó sore sore bê chứ nó chiu rin chồ ni tô mê na kê đê bá, nà là này. Xe đạp, xe máy thì phải đỗ ở bãi đỗ xe riêng biệt. Trong bài không hề có câu nào nói như vậy. Trong bài chỉ có nói rằng là xe đạp thì bãi ở đỗ ở bãi đỗ xe phía đông, còn xe máy thì là bãi đỗ xe phía nam và phía tây. Thế nhưng mà ở bên này người ta nói là sore bê chữ là một nói khác đi. Người ta không bao giờ người ta vẽ nguyên nội dung ở trong bài người ta sang đáp án đâu ạ, đúng không? Người ta sử dụng một cách diễn đạt khác đi và ý nghĩa của nó vẫn như vậy. Đó chính là cái câu số 1 này. Đó là câu số 1 này các em ạ. Đáp án của nó là như vậy nhá. Hai loại xe này là phải đỗ riêng biệt thì nó chính là gì, là xe đạp thì đỗ ở đây còn xe máy đỗ ở kia, đúng không em? Mina sao vào Kadimas có các em có hiểu được cách làm bài đọc hiểu chưa hả Mina sao? Ừ, cái giờ này thì chắc là chúng ta đang làm rồi, rất nhiều bạn đang đi làm nên có thể là giờ nghỉ buổi trưa. Có bạn nào chúng ta nghỉ thì nó có thể xem được, bạn nào chúng ta không xem thì chúng ta sẽ xem không xem trực tiếp được. Em có thể xem lại tất cả các livestream của các CNC, bởi vì là tất cả các cái video, các cái series livestream này đều luôn luôn được lưu ở trên fanpage. Cho nên thấy là số lượng xem rất là ít, là rất là ít, nhưng mà cho nên nghĩ rằng chắc chắn đây sẽ là một cái chủ đề mà chúng ta rất là quan tâm, đó là về cách làm bài đọc hiểu, đúng không? Các bạn có muốn xem thêm chữa nhiều bài đọc hiểu hơn nữa không? Biết cách làm bài đọc hiểu hơn chưa các bạn ơi? Chắc hôm nay chúng ta chữa đến đây thôi các em ạ. À, xin đây quên mất, có một bạn lúc nãy hỏi sensei là lớp luyện đề N3 đúng không em? Lớp luyện đề N3 nhá, thì hiện tại bây giờ là còn duy nhất thôi, duy nhất một lớp luyện đề nữa thôi. Các lớp luyện đề thì hầu hết là đã khai giảng học được một nửa vào cái khóa học rồi các em ạ. Đây, xin đây có lớp luyện đề của chúng ta đây. Các lớp luyện đề chiến thần thì đã khai giảng được một nửa khóa học rồi. Bây giờ chúng ta sẽ còn một cái lớp học luyện đề cuối cùng, đó là lớp luyện đề thần tốc. Và lớp này sẽ khai giảng vào cuối tháng này. Sẽ khai giảng vào cuối tháng này, trong đó có thần tốc N3 và thần tốc N2.
Và đây là một cái lớp học chúng ta sẽ đồng hành cùng với giáo viên trong suốt 50 ngày trong một tháng. Từ ngày khai giảng cho đến ngày sát ngày thi luôn, tức là chúng ta sẽ có 5 buổi học trực tiếp qua Zoom và những ngày còn lại thì các sensei sẽ đồng hành cùng với các bạn chữa đề, bài tập, gửi bài tập cũng như là đáp án dành cho các bạn. Chúng ta có mong muốn được luyện đề càng nhiều thì ở trong cái lớp học thần tốc này là sẽ đáp ứng cho chúng ta được luyện nhiều đề. Nếu như chúng ta muốn được ôn luyện thần tốc trong một tháng cuối cùng. Tối nay hẹn gặp sensei sửa bài tiếp. Hay. Rồi hẹn gặp lại Thảo nhá. Hẹn là Tô Mộc Chân. Tối nay chúng mình vào lớp chiến thần. Bây giờ hiểu nhưng lúc vào thi thì không hiểu rõ ràng. Không sao ạ. Tức là đấy là do cái vấn đề là em chưa làm nhiều, em chưa quen thôi. Với lại nó là tâm lý, đúng là nó là một phần tâm lý nữa, là chúng ta đọc bài chúng ta rất là hiểu đúng không? Rất là hiểu khi mà đọc bài, nhưng mà chúng ta phân tích, cái quan trọng nhất là chúng ta phải phân tích các phương án, dùng phương pháp loại trừ câu sai. Đấy là cái mà sẽ luôn 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 hướng tới cho các bạn học sinh. Mình sẽ phải luyện dần thôi các em, mà không cách nào khác đâu. Phần nào cũng sẽ cần phải luyện hết. Hẹn gặp sensei vào tối ngày mai. Một bạn tốc chiến và bạn chiến thần. Hẹn sensei vào ngày mai. Một bạn hẹn sensei vào ngày hôm nay. Các em ơi, bạn nào chúng ta quan tâm tới lớp học luyện đề thì hiện tại là bây giờ chỉ còn một lớp học duy nhất thôi. Và cho nên đảm bảo chúng mình rằng là lớp này á, lớp này là lớp mà chúng ta ngủ luyện đề luôn ấy ạ. Tức là ngoài 5 cái buổi học trực tiếp Zoom ra thì có rất là nhiều những cái đề khác để dành cho các bạn qua qua nhóm, cũng như là chúng ta sẽ có phần lời giải đáp án sẵn sàng để mình có thể check luôn được xem là mình đúng sai ra sao nhá. Lớp này là lớp luyện đề cấp tốc luôn, thần tốc luôn. Bạn nào chúng ta mong muốn được học lớp luyện đề thì các em đăng ký lớp thần tốc lớp cuối cùng rồi, chỉ còn duy nhất một lớp này thôi ạ. Bạn nào chúng ta còn thắc mắc gì hay là chúng ta cần nghe tư vấn gì thêm thì các em comment thêm sẽ trả lời chúng mình nhé. Hai mina san, nani ka mondai arimasu ka? Hãy comment to stick ra sai. Ai hỏi gì thêm là sẽ nên xin phép kết thúc livestream nha Mina Sòng. Thì có bạn nào mà ở đây chúng ta sẽ thi N3 vào tháng 7 năm sau không? Có bạn nào thi thắng nợ tha thi N3 và N2 vào tháng 7 năm sau không ạ? Cho nên hỏi hơi xa đúng không? Hỏi hơi xa thì đương nhiên là chúng ta cũng hướng tới mục tiêu tương lai xa hơn, nếu như mà hiện tại mình cảm thấy là kiến thức của mình rất là chắc để chúng ta tham gia kỳ thi năm nay đúng không? Bạn nào mà mình sẽ thi N3 và N2 tháng 7 năm sau thì hiện tại là cô C có lớp, có mở lớp tốc chiến sớm. Lớp tốc chiến là có mở sớm để dành cho những bạn chúng ta muốn đăng ký sớm, sẽ có ưu đãi rất là tốt dành cho những bạn chúng ta đăng ký sớm đấy. Nếu mà các em có mong muốn được có nguyện vọng là chúng ta sẽ thi N3 và N2 tháng 7 năm sau nhé. Lớp tốc chiến N3 sẽ đứng lớp. Còn N2 thì là sẽ là cô Mai Lan ạ. Rồi thế nhá. Hey, mình đã xong vào toàn nha, mình đã xong. Chào các em nhá. Hẹn gặp lại các em ở buổi livestream tiếp theo. Hẹn gặp lại các em ở các buổi học Zoom buổi tối nhá. Hey, mà ta nha, mình đã xong.